tấm hình này không được. Ba à, tạp chí năm nay ra sớm hơn nên không ai được nghỉ cả. Chắc con không về được rồi, con xin lỗi ba. Không sao, ba hiểu mà. Ngọc có kịp về đón Tết cùng gia đình, đón xem trên Creative TV vào ngày 27 tháng 2, 2015.